Đó là câu chuyện xảy ra ngày hôm nay tại chợ huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Và có thể kịch bản này cũng sẽ lặp lại ở bất kỳ một khu chợ truyền thống nào đó, khi theo thống kê của lực lượng chức năng vào tháng 4 năm 2018 thì chỉ có khoảng 10% các chợ tại thủ đô là đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Mời quý vị và các bạn cùng đến với những nơi bất chấp nguy hiểm, phớt lờ văn bản tạm đình chỉ của cơ quan chức năng để tiếp tục hoạt động giữa Hà Nội như thế nào. Chợ Thành Công B, Ba Đình, Hà Nội đã 20 năm tuổi. Hệ thống dây điện xuống cấp. Hàng hóa dễ cháy được sắp xếp ngay gần nguồn điện. Đối với những chợ dân sinh như thế này thì nguy cơ cháy nổ rất cao. Vậy mà máy bơm nước lại hỏng. Tức là nếu hỏa hoạn xảy ra thì sẽ không có nước chữa cháy. Trang bị tại cơ sở đây được xuống cấp rất trầm trọng. Nghiêm trọng, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 đã tiến hành kiểm tra và kiến nghị nhiều lần. Tuy nhiên là ban quản lý một phần là do nguồn kinh tế không khắc phục được, dẫn đến việc nếu mà xảy ra cháy nổ sẽ gây thiệt hại về người. Do vậy, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và số 2 phải tiến hành tạm đình chỉ và đình chỉ cơ sở, hoạt động của cơ sở. Và thời gian đình chỉ là chúng tôi đình chỉ trong quý 1 năm 2018 vừa rồi. Cũng giống như chợ Thành Công B, chợ Thành Công A đã xây dựng rất lâu đời. Các thiết bị phòng cháy chữa cháy đều đang trong tình trạng không sử dụng được. Phòng cháy chữa cháy bọn cô rất là cẩn thận. Làm cái gì cô cũng phải cẩn thận. Phòng cháy thì cô chưa sử dụng nhưng mà lên lúc mà người ta chỉ dẫn chúng cô cũng làm được. Chợ Ngã Tư Sở, quận Đống Đa đã đi vào hoạt động gần 30 năm. Phục vụ nhu cầu mua sắm của lượng lớn cư dân. Tuy nhiên, hiện chợ vẫn không có thay đổi nhiều về hiện trạng. Các kiosk được quay lên bởi ván, vách ép, đường dây điện khá chằng chịt, móc nối giữa các quầy. Nhận thấy rõ nguy cơ cháy nổ cao, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2, thành phố Hà Nội đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động của một số chợ truyền thống. Tuy nhiên, các tiểu thương và ban quản lý vẫn phớt lờ. Việc đình chỉ các chợ khó khăn chung đấy là khi mà đình chỉ theo đúng quyết định đình chỉ thì tất cả việc kinh doanh phải đây tạm thời phải dừng hoạt động. Tuy nhiên là như chúng ta vừa đi đấy là các chợ các tiểu thương người ta vẫn hoạt động bình thường. Cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kiểm tra thấy những dấu hiệu những nguy cơ khi sẽ cháy nổ sẽ thiệt hại lớn về người và tài sản mà đã có văn bản đình chỉ rồi thì cái trách nhiệm chính để thực hiện việc này là các tiểu thương phải nhận thức được cái việc nó không đảm bảo an toàn thì phải thực hiện. Thứ hai là ban quản lý phải đốc thúc, phải yêu cầu các hộ dân phải dừng hoạt động và báo với chính quyền địa phương để cho không hoạt động các chợ này. Chứ cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy không thể đến để di từng hộ dân ra để mà làm cái việc này được. Theo thống kê của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội công bố vào tháng 4 năm 2018, trong số 222 chợ thì chỉ có 29 chợ là thường xuyên duy trì đảm bảo các điều kiện. Còn có tới 193 chợ không đủ điều kiện an toàn. Thiệt hại về người, tài sản. Đau khổ, bất lực. Điều này cũng không có gì khó hiểu vì được dự báo trước. Nhưng tiểu thương, ban quản lý vẫn không bỏ thói chủ quan.